đến với Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam IEAE diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội ICE ở số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhiều người bị ấn tượng bởi một hệ thống robot hiện đại nổi bật giữa các gian hàng. Hệ thống này là sản phẩm của tập đoàn Rạng Đông nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu nhân lực tại các dây chuyền. Ở đây thì là một cái công đoạn nhỏ trong cái dây chuyền sản xuất của bọn anh. Thì anh đang demo cái công đoạn là sắp xếp và phân loại sản phẩm. Thì đây là một cái hệ thống mà bọn anh tự động hoàn toàn, không cần sử dụng người. Nó sẽ giúp cho việc là phân loại các sản phẩm khác nhau trên một cái dây chuyền. Thì trước đây thì bọn anh cái công đoạn này bọn anh cần phải dùng người là một. Thứ hai nữa là chỉ sản xuất được một loại sản phẩm trên một dây chuyền thôi. Nhưng mà đối với cái hệ thống này thì mình có thể sản xuất cùng một lúc nhiều loại sản phẩm và nó sẽ tự động phân loại hoàn toàn mà không cần dùng đến người. Trên băng chuyền có đến 3 loại sản phẩm với các đặc điểm khác nhau. Sở dĩ hệ thống robot có thể phân loại các sản phẩm một cách chính xác như vậy là do bên trong đã được tích hợp các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Cái công đoạn sản xuất trên dây chuyền của anh thì khi một cái dây chuyền mà sản xuất nhiều loại sản phẩm thì nó sẽ có những cái đặc sản phẩm có các đặc tính khác nhau. Thì khi mà đi qua cái công đoạn xử lý ảnh đấy thì bọn anh sẽ ghi nhận lại hình ảnh của thông tin sản phẩm đấy. Và cái hệ thống AI của bọn anh sẽ xử lý cái hình ảnh đấy và kết xuất ra được kết quả đó là loại sản phẩm nào và vị trí của nó ở trên băng tải như thế nào để mà nó điều hướng con robot có thể thao tác. Khi mà có một cái loại sản phẩm mới phát sinh ra hoặc là mình làm thêm một loại mới thì cái công việc mà training cho nó để mà nó nhận diện được loại sản phẩm đấy thì rất là nhanh thôi. Thì có thể trong vòng khoảng vài chục phút thôi là bọn anh có thể training một loại sản phẩm mới để nó nhận diện được rồi. Các sản phẩm khi đi qua băng chuyền sẽ được ghi lại hình ảnh qua một ống kính camera. Dữ liệu sẽ được gửi về máy tính trung tâm có tích hợp AI. Sản phẩm sẽ được nhận dạng thông qua phân tích kích thước, biên dạng và các đặc điểm đặc thù. Hệ thống sau khi phân tích sẽ đưa ra tọa độ, vị trí chính xác để các cánh tay robot đưa sản phẩm về đúng vị trí trên băng chuyền. Hệ thống robot thông minh góp phần tăng năng suất công việc và tối ưu quy trình sản xuất. Đặc biệt, trong trường hợp phải làm việc cường độ cao và những công đoạn kéo dài nhiều giờ, những cỗ máy không biết mệt mỏi này còn giúp giảm thiểu sai số và đảm bảo tính ổn định nếu so sánh với nhân lực bình thường. Tại một gian hàng khác thuộc triển lãm IEAE, cánh tay robot mang thương hiệu Yamaha đang thực hiện các hành động lặp đi lặp lại. Đây là một tính năng hữu dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất. Cái tay robot này được sử dụng là để thay thế những công việc của con người mà làm lặp đi lặp lại. Đó như là công việc gắp thả các thứ trong công nghiệp cách an toàn và thay thế con người. Bên em đã làm cho ứng dụng bên làm về các bảng mạch mềm cho bên Samsung và Apple. Thì các vendor đấy thì nó có môi trường là lò hàn của nó rất là nóng, thì dẫn đến là robot này sẽ thay công nhân cho vị trí đấy, những môi trường nóng, ẩm và độc hại. Đã có một khách hàng bên công ty bên em đã sử dụng robot và 7 con robot bên em đã thay thế được 50 công nhân trong quá trình gắp thả hàng trong sản xuất. Mỗi cánh tay robot của hãng Yamaha có thể nâng được tải trọng tối thiểu là 1 kg và tối đa là 50 kg tùy theo từng phiên bản. Những cánh tay kim loại này không chỉ có thể thay thế nhân lực trong các điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm mà còn có thể thay thế hoàn toàn một đội ngũ sản xuất ở những công đoạn đơn giản. Mỗi công đoạn do robot thực hiện được thử nghiệm nhiều lần trước khi ứng dụng vào thực tế. Khi quá trình cải thiện robot hoàn thiện, mỗi công đoạn do những cỗ máy này đảm nhận có thể được tính bằng giây. Đặc biệt, các kỹ sư mất thời gian tương đối ngắn, chỉ khoảng từ 1 đến 3 ngày để lập trình các chức năng cho cánh tay robot theo yêu cầu của khách hàng. Trong thời điểm hiện tại, robot công nghiệp đang ngày càng được các doanh nghiệp trong và ngoài nước ưa chuộng, ứng dụng linh hoạt vào các quy trình sản xuất. Triển lãm IEAE không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu những công nghệ mới, mà qua đó, các doanh nghiệp đã khẳng định được trình độ phát triển kỹ thuật của đất nước mình, từ đó mở ra cơ hội tiếp cận với nhu cầu tiêu dùng của bạn bè quốc tế.